Kính chào quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của Hiền Toyota. Hôm nay kênh YouTube Hiền Toyota tiếp tục báo giá đến 246 xe ở mức giá là từ 650 triệu cho đến là 460 triệu. Thì ở trong mức giá này rất là hợp lý cho quý khách đầu tư. Chỉ trừ chiếc xe Toyota Venza nhập Mỹ giá đang ưu đãi rất là tốt là 580 triệu thì xe này là bản full, sản xuất 2009 và đăng ký lần đầu là 2010, máy 2.7 một cầu, thì xe này chỉ không vay ngân hàng được thôi, giá bán là 580 triệu. Còn lại là 5 xe còn lại chúng ta vay ngân hàng được. Thì khi khách hàng quan tâm là vay được ở bao nhiêu và thời hạn vay bao lâu thì Thọ sẽ báo giá từng xe, sẽ có cái mức vay cụ thể. Tất cả 5 xe này đều có được tỷ lệ vay là 70%. Tuy nhiên số năm cho vay sẽ phụ thuộc vào cái đời xe. Như xe Accent này, số tự động, sản xuất 2018, giá bán là 460, thì xe này chúng ta vay được 6 năm. Quy chế của ngân hàng là vòng đời là 10 năm, thì lấy 2022 trừ đi 2018 là xe mất đi 4 năm, thì lấy 10 trừ cho 4 thì hiện nhiên chúng ta còn vay được 6 năm. Và tiếp theo là xe Mazda 3. Xe này bản sedan, có cửa sổ trời, có lạy số vô lăng, có rất là nhiều tính năng an toàn. Thì giá đang cùng mua bán là 580 triệu. Thì ở con Accent này chúng ta đầu tư 200 triệu là chúng ta vay đủ. Thì đối với Mazda 3 này chúng ta đầu tư trước là 230, là bao gồm tiền sang tên và tiền bảo hiểm thân vỏ xe và hoàn thành một chiếc xe. Thì sản xuất 2019 thì đang bán là 580 triệu. Thì đối với xe Mazda thì là tất cả dòng sedan cũng như là dòng Mazda CX-5 hay là CX-8, họ có một công nghệ rất là ưu việt ở thị trường Việt Nam mình là chức năng i-top, giống như i-din-top ở trên xe máy. Khi chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ qua 3 giây thì động cơ tự động ngắt và bình sẽ kéo cho hệ thống lạnh, thì khi đèn xanh trở lại thì chúng ta đạp ga là chúng ta đi thôi. Thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Thì ở một mức giá rẻ hơn con 2019 này là xe 2015 mới mua vào chiều hôm qua, rất là đẹp, xe mới chịu chạy là 54.000 cái số rin, sản xuất 2015, giá cùng mua bán là 460 triệu. Thì xe này chúng ta cũng đưa trước tương đương từ 220 đến 230 và vay được là 3 năm. Đối với 2015 thì chúng ta còn vay được 3 năm. Còn xe 2014 là xe Camry 2.5 bản G, sản xuất 2014, xe chạy 82.000 cây số rin, thì 2014 thì chúng ta còn vay được 2 năm. Thì ở xe vòng đời tối thiểu nhất là 2014 thì vẫn còn vay được 2 năm. Giá bán là 650, sản xuất 2014, nội thất rất là đẹp. Xe đã nâng cấp lên đèn pha dàn LED sệt, mặt nạ dàn LED sệt, thì đi rất là hầm hố và nhìn xe nó rất là thanh thoát. Và ở chiếc xe cuối cùng là xe Toyota Yaris bản G nhập khẩu Thái Lan, máy 1.5. Xe này thì chạy chỉ mới 48.000 cái số rin thôi và giá công bố bán là 530 triệu. Xe này 2017 thì nhiên chúng ta sẽ vay được là 5 năm và thì số tiền đưa trước chỉ có tương đương 220 triệu. Lưu ý là 220 hoặc 230 thì đó là số tiền mình bỏ ra ban đầu. Có những khách hàng họ chứng minh tài chính tốt thì số tiền cho vay nhiều hơn thì chúng ta bỏ ít đi, và ngược lại. Riêng với xe Camry thì chúng ta đầu tư ra ban đầu rơi vào tầm khoảng từ 330 đến 350, thì số tiền ban đầu chúng ta bỏ ra thì nó mới đủ. Thì chúng ta đi lượt lại một vòng thì trên xe có đồ chơi gì. Như xe Yaris này là chủ xe đã nâng lên màn hình, có camera da, có phim cách nhiệt, có dán đề can trần xe và nâng cấp lên mâm. Còn ở Camry như vừa giới thiệu thì có phim cách nhiệt, đã nâng cấp lên đề ta tốp. Theo xe Camry 2.5G là đề chìa khóa cơ, thì chủ xe này đã nâng cấp lên đề ta tốp, rồi lót sàn, rồi cản, mặt nạ. Còn ở xe Mazda 3 thì đã có rất là nhiều đồ chơi. Riêng xe này là có cảm biến áp suất lốp, có camera hành trình ở trên gương, có chén cửa, có che mưa, có đuôi cá. Ở nội thất thì có lót sàn, xe ngon rất là liền. Thì về mặt đồ chơi thì chúng ta không cần phải đầu tư thêm nhiều tiền nữa. Còn ở xe 2019 cũng đã có phim cách nhiệt, lót sàn, đó là những cái đồ chơi căn bản. Còn ở dòng xe Accent thì chủ xe trang bị cũng rất là nhiều, loa sub, phim cách nhiệt, rồi làm cách âm,
nội thất còn rất là đẹp, thì chúng ta mua về cũng chỉ sang tên là sử dụng được ngay. Còn về cái xe Mỹ thì đây là nổi tiếng một chiếc xe là nồi đồng cối đá ở Việt Nam, rất là đẹp, form mẫu sau 12 năm vẫn rất là hoàn hảo. Thì xe này đã có cân bằng điện tử, có 7 túi khí, có cốp điện, có cửa sổ trời toàn cảnh gọi là panorama, phim cách nhiệt, rồi đề ta tốp thì rin, cốp điện thì rin. Thì giá đang ưu đãi bán, giá ưu đãi rất là lớn so với giá công bố lúc trước là 615, thì hiện tại Toyota đang chỉ có bán 580 triệu. Thì qua đây là một video clip giới thiệu cụ thể hơn về những xe tầm tiền dưới 650 triệu và trên 460 triệu hỗ trợ vay được, đổi xe được, lái thử xe, trải nghiệm xe. Còn cái quy trình vay như thế nào thì đầu tiên là khách hàng ký hợp đồng đặt cọc với Toyota, sau đó Toyota liên kết với ngân hàng để có nhân viên tín dụng thẩm định. Sau khi thẩm định thì hồ sơ sẽ có thông báo cho vay và chúng ta thanh toán phần đối ứng còn lại và sẽ công chứng mua bán, rút hồ sơ sang tên. Sau khi có giới hạn thì ngân hàng sẽ giải ngân, thì ngày giải ngân thì ngày đó chúng ta mới là nhận nợ, và sau ngày giải ngân một ngày thì chúng ta sẽ nhận được xe. Thì đó là một quy trình mình vay xe, mua xe. Tất cả những xe hiện Toyota bán ra có bảo hành động cơ, có bảo hành hộp số và có cam kết không thủy kích, không ngập nước, không đâm đồng. Thì hiện Toyota luôn luôn muốn mua được nhiều xe đẹp hơn để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiều hơn. Thì video này là tiếp tối theo video chị Hiền ở kênh YouTube Hiền Toyota. Hiền Toyota có hai kênh YouTube song song. Thì hôm nay chị Hiền Toyota mới cho lên YouTube là những phân khúc xe Camry tầm từ 400 cho đến dưới 1 tỷ. Thì chị Hiền mới quảng cáo, thì hôm nay thì kênh YouTube Hiền Toyota 1 triệu tiếp nối video clip thì giới thiệu tất cả những xe đang có. Ngoài những xe này, hiện Toyota đang còn hơn 78 chiếc xe đủ form mẫu, đủ kiểu dáng. Quý khách hàng quan tâm đăng ký kênh hiện Toyota 1 triệu cũng như liên lạc thọ 0901 777 888. Xin cảm ơn quý khách hàng.